叔叔他的脚，叔叔他会踢爆，谁没看到过啊？Rồi, khả năng mình phải đề bút thành một ca sĩ nổi tiếng luôn mới được. Quá hay anh. Cái gì lấy mọi người mình ấy nhở? Đúng thế, hỏng hết cả bộ nhá rồi. Ôi, hình như kia là con dâu thì phải. Phải đi báo với mọi người thôi. Của em vị nho, của chị vị gì đấy? Của chị vị xoài. Ôi, của chị xoài xanh à, chắc chua lắm nhở? Ừ, chắc chua. Của em vị nho đúng là vị nho. Thuốc độc. Ừ, thuốc độc. Không không không, nhầm, có muối ớt. Mọi người ơi, cũng không sao, mọi người cũng không sao. Ai da ơi, ui. Đang sao không? Đi với chả đứng mắt cứ trớn lên. Khoan đã. Gì? Em vừa gặp dấu dâu xong đấy. Dâu á? Phét. Cái kia đằng xa xa cái kia, lại nó lấy một cái cành cây đập thẳng vào mặt em, đau dã man luôn. Khả năng mình biết nhà con cấu dâu ở đâu đấy. Biết. Thế á? Dậy, thay đồ cái này, chỉ biết thay đồ. Úi sổ. Rồi, hóa trang rồi, bây giờ chúng mình hãy đi lên đường để tìm nhà cấu dâu thôi. Hóa trang kiểu gì? Bạn thành nhà, nhầm, bạn thành người mù Việt Nam à? Đây là nhà thám hiểm, sao tôi lại phải đi học cái này? Chả biết cái đằng lòi nào cả, đây là xì tài đi khám hiểm đấy. À, chắc có ba nô đi đựng đồ ăn. Có gì không? Có cái nịt thôi, đi, mệt quá rồi, đi trước đi. Let's go. À mà đây là người hướng dẫn viên mà, đi đằng này. Đi đằng này. Bên này, đường này. Đi đằng này. Nhầm. Đường bên này mới đúng, đường bên này. Đây cụ tí, cụ chân điếu mắt mờ, đi hơi chậm. Thế này mà rồi hóa trang. Ui, đúng đây rồi. Đâu kia? Biết cái gì mà nói. Đúng rồi, đằng kia đấy. Kìa kìa, ở trong cái mấy cái bụi rậm kia. Đây nó thò ra một con cấu dâu lép tọc phát cái cây vào đầu tôi. Ê, chị nhìn không ra gì hết. Mày thử nhìn xem. Ôi, nhìn làm cái gì, đi thẳng vào luôn đi. Đi à, đi vào đi. Rồi mọi người ơi, đây này, ở trong cái bụi rậm này em thấy rõ ràng ở trong bụi rậm này này. Khỉ đôn, đun. Mệt quá. Ôi, tôi ra nhà gấu dâu thế nào mà lại gặp quả khỉ đột đi đại tiện thế? Ôi giời, bạn ơi, con đấy chắc là ở vùng hoang dã mà mình đang ở khu hoang dã mà bạn ơi. Ôi, ôi gì? Ôi bạn ơi, cái gì đây? Tội phạm bị truy nã ở rừng mà cũng có tội phạm truy nã. Dạ à? Đây là gấu dâu. Đúng rồi, đây là gấu dâu đấy bạn ạ. Ôi, đây là gấu dâu à? Đúng rồi. Ừ nhỉ? Ai, đúng là không biết gì. Con người phạm tục quá đi mà. Đúng con này chả biết cái gì cả luôn. Đau chị ơi. Cái gì đây? Ồ, một cái mũi tên nó chỉ đi đâu? Dấu hiệu. À, thế là nó chỉ cho mình cái nhà gấu dâu ở đâu đấy. Để mũi tên đây, đi thẳng ra kia kìa, mũi tên chỉ đi thẳng. Để mũi tên tí nữa lại đi quay lại à? Thu lại, tí nữa đi tiếp. À thế à? Chẳng lẽ bây giờ mình cứ cầm này xong rồi mũi tên chỉ thẳng thì mình đi thẳng à? Đúng rồi đấy, mình phải đặt đúng điểm ở đây. Đi đúng hướng là phải đi hướng đấy, đi thẳng luôn, đi. Rồi, ở đây có một hướng mũi tên nữa này. Một hướng mũi tên. Hình như là đi thẳng. Lên. Đây, ui, hình như gần đến rồi mọi người ơi. Lên, đi. Ui trời ơi, đây. Ui, đến chưa? Ui, hình như đây mũi tên cuối rồi á, chả thấy cái gì nữa cả. Mũi tên này, nó chỉ thẳng này. Sao có cái chữ VKC gì ở đây nhỉ? Quân cúp à? Quân cúp cái con khỉ ho có gáy à, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong rừng làm gì có nhà vệ sinh? Ui giời, ở đâu mà chẳng có nhà vệ sinh bạn? Chứ không ai đi đại tiện tiểu tiện kiểu chi? Cũng hợp lý. Có lý. Ui mà khoan đã. Có dấu tích của gấu dâu. Gấu dâu ấy? Có gấu ôm quả dâu này. Ui. Khoan đã. Không những một tờ mà còn là hai tờ. Ôi, có chữ này. Tờ này có chữ. Cái gì đây? Biết chữ đâu đi. Thử thách tâng được 10 phát cầu. Tâng được 10 phát cầu. Cái này cũng dễ. Chắc là thử thách gấu dâu đưa ra cho mình đấy. Mà cầu đâu? Kìa. Đây nè. Rồi đứng dậy tâng đi 10 cái đơn giản. Ui, cái này đơn giản. 10 cái gì như đây? Ui, đã gà rồi còn thích thể hiện. Nhìn chị đây này. Ui, đây một cái. Một. Con còn non đi, mấy em chả được cái nào. Hai con người này quá là lo luôn. 10 cái nó phải tăng như này này. Nhìn nó này.
4, 5, 6, 7, 8, 9 này, 10, 10, 10, thế đừng đủ 10 cái rồi tặng hẳn cho một cái thì xong thử thách mình được cái gì ta? Được cái gì? Ui giời ơi, được quà này. Kẹo vuốt khổng lồ. Ui kẹo 7 sắc to vòng luôn này. Ui kẹo dẻo nữa. Nhưng mà cái này to quá, em vừa mồm không hả? Ui mồm em đâu. Hà mã liên thiên. Cái này là kẹo mua ở trong có kẹo. À. À khả năng mình được tặng kẹo. Bây giờ mình ngồi vào ăn cái đã. Có thực mới vực được gạo. Đúng luôn, đúng luôn. Đi vào, đi vào ăn, đi vào ăn. Ê con ăn. Đấy là vào cửa với cái xe. Đi được ta. Ê ơi. Sao trong kẹo dấu này có cả cái giấy ở này? Cái gì đấy? Chị mơ ăn cái gì đây? Áo à? Ui, bị lừa rồi. Ui, cái này hàng giả, hàng kém chất lượng rồi. Ôi, nhưng mà đây có quả dâu thật này. Con đã. Thế xin sao chị lại hình trai vào cái này? Tờ giấy có thông điệp gì hay sao ấy? Thông điệp à? Ui, thơm vị dâu luôn đấy. Ngon quá. Thông điệp gì? Eo, toàn nước dãi nhịp mơ đây. Đây này, có thông điệp này. Đi thẳng rẽ trái, nhìn thấy biển báo cấm đá. À, nhầm. Nhìn thấy biển báo nhà gấu dâu. Nhà gấu dâu. Thẳng này, trái bên này, bên này mà, bên này, lên đường, nhanh lên mà con dấu. Hình như là mình đến nơi rồi đấy mọi người ạ. À. Đến nơi à? Ừ. Đây, có ấy. Có biểu tượng của gấu dâu, khả năng đây là đúng là ngôi nhà gấu dâu rồi đấy. Ê, nhà gấu dâu to này á? Ôi nhưng mà khoan đã, nhà to này mới ở nhiều chỗ để tìm lắm, bây giờ mình phải tìm bằng được gấu dâu ấy thôi. Đúng. Tôi thấy ở trong kia rất nhiều màu sắc kìa, đi vào. Nhiều màu sắc tách chẵn nằm trong đấy. Và sau đây phóng viên chúng tôi sẽ đi tìm nhà gấu dâu các bạn. Gấu dâu ở đây không chị ơi? Không có em ơi. Ở đây không có đâu. May là chưa vào chúng cút nhé. Đi đứng kiểu gì đấy? Lạ thật đấy. Nãy giờ tìm không thấy gấu dâu đâu là sao nhỉ? Đi một vòng khác thấy. Ôi. Đi xem thấy không? Thấy không? Chưa thấy gì bạn ơi. Đã thì đi vòng nữa. Khoan. Tôi nhận ra một điều. Chúng mình chưa tìm trên này. Trên này. Đúng trên rồi này. Đi, có mái nhà kia. Có lẽ nào chính là nó. Nhà của gấu dâu. Đúng rồi. Let go. Ui, không ổn rồi. Mọi người sắp phát hiện ra mình rồi. Phải làm sao bây giờ? Ôi, tôi chắc chắn ở trên này luôn này. Các cháu làm gì đây? Đi ra hết đi, chỗ này không phải chỗ vui chơi nhá, chỗ bảo tồn. Đi. Ôi. Dạ. Không được chơi ở đây á, không được chơi. Thôi lượn đi, có chuyện gì đâu. Chú đấy cáu hay sao ấy. Đi. Tiếc thật đấy. Gần tìm được gấu dâu thì lại bị chú bảo vệ đuổi đi. Cày thật sự. Vâng rồi các bạn ơi, nếu các bạn thấy video này hay cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh. Và đừng quên ghé qua kênh Boomer Gaming và kênh Hilary TV để xem chúng mình chơi những tựa game sắp tới các bạn nhé. Rồi, bye bye các bạn.